chết lỏng luôn rồi, hay người ngủ đó hả? Thế hôm qua mấy bạn này cũng ở đâu? Hôm qua bay từ Dubai vào đây, vào đây ạ, tí rồi đi Đà Lạt. À, đi Đà Lạt ở tớ chưa đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt sớm nhất, đi sớm lắm. Đang chuyến Đà Lạt xong mới vào trong Đà Lạt. Đi Đà Lạt đi máy bay. Cái đây và đấy có khoảng 500 cây. Thế ở Hà Nội mình khoảng Hà Nội thôi nhá. À, Hà Nội thì có 200. Xây xa ấy. 500 cây đi xa là bạn. Mẹ tây nó ra nó nằm trắng mày đen thui kia mà nó cứ nằm. Nằm là báo lâu. Mình bảo ra ngoài tí cát từ bóng bóng. Đang đi ở dưới biển, nhìn kìa, thuyền buồm kìa, đấy. Ồ, có những cái ô màu xanh, màu bạc. Con nhìn ngắm hình ảnh đi, về nhà mẹ kể. Đấy, con nhìn thấy thuyền buồm chưa? Đấy, quay lại kìa. Mẹ bảo này, đi ra đường ngó nghiêng xem có cái gì mới lạ. Đi khám phá mà cứ ngồi chơi điện tử thì không được rồi. Mẹ đọc chuyện thăm. Con nhìn ở đây có nhiều tượng đẹp không? Tượng này hình gì, tượng kia hình gì, cây hình gì, có cây gì, cây dừa, cây thông, cây gì nữa? Cây dừa, cây thông, cây bàng. Cây bàng. Có nhiều thứ như thế, tại sao không khám phá? Có chó nhà lá. Nhà lá ở kia kìa. Thế mà không biết khám phá mà lại cứ đi. Không chó đường. Các chú thợ đi đánh cá, thấy là nó nhô lên, há mồm ra cái cả cái chuyền chưa miệng nó nuốt ực nó phát ra được. Tại trường. Tên là tam bực bình hồng dân. Ôi trời ơi.
tượng trạng đó cho nó không hình dung. Quay bây giờ ra tới cái đỏ đỏ cái nước nó mới đến bụng. Vào đây, mình theo anh. Hello, how's it going? How's it going?
cái đá này. Cái này.